Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng ta cũng biết rằng đã có cuộc bỏ phiếu cử tri đoàn tại Hoa Kỳ và xác nhận chính thức lúc 10 giờ sáng thứ hai ngày 14 tháng 12 là ông Joe Biden tổng thống đắc cử với 306 phiếu đại cử tri và ông tổng thống Donald Trump chỉ có 232 phiếu đại cử tri và kết quả đã rõ ràng thưa quý vị. Thì xin thưa với quý vị là ngày 9 tây tháng 12, các công ty nhà mạng ở Hoa Kỳ họ đã chính thức cái thông báo, chẳng hạn như công ty YouTube là sau ngày 14 tháng 12, tất cả những bản tin nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ thắng cử là sẽ bị xóa khỏi kênh YouTube, thậm chí là khóa không cho kiếm tiền, tắt kênh, thậm chí là xóa kênh nếu tiếp tục vi phạm và đăng những bài viết không đúng sự thật. Đây là một cái tình thế mà có thể nói rằng là các nhà đài truyền thông ở Hoa Kỳ đã nghiêng hẳn về phía ông Joe Biden. Thì chúng ta cũng biết rằng cố vấn của ông Tổng thống Donald Trump là Stephen Miller, là người mà thường hay chấp bút viết diễn văn cho Tổng thống Donald Trump, đã trả lời hôm qua với đài Fox và đưa ra những cái giả định mà thực tế thì nó không xảy ra thưa quý vị. Thì chúng tôi xin kể lại những cái giả định của ông cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller. Thì ông giả định rằng là có những đại cử tri phản thùng, phản kháng, mở mặt và đóng mặt, chữ phản thùng là giờ chót lên và bầu ngược cho ông Tổng thống Donald Trump. Về lý thuyết thì có thể xảy ra thưa quý vị, xin nói là như vậy, có thể xảy ra. Nhưng mà nói về lịch sử ở Hoa Kỳ này thì đã có vài vụ đại cử tri phản thùng, tức là đại diện cho tiểu bang thay vì bầu cho ứng cử viên A như đã cam kết thì nhảy ra bầu cho bên đối lập là ứng cử viên B. Thì lịch sử Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận là có những vụ đại cử tri phản thùng như thế, nhưng mà kết quả cuối cùng thì cũng không có gây ra cái sự thiên lệch nào cả. Thì có những vụ, vài vụ là đại cử tri giở trò phản thùng. Thật sự đại cử tri là ai thì tôi cũng đã nói vài lần, đại cử tri chẳng là con ma nào cả, chẳng ai biết họ là ai cả thưa quý vị. Nó chỉ có một cái tính chất gọi là biểu tượng, tức là chẳng hạn như tiểu bang Pennsylvania đã thống nhất rằng họ sẽ có 20 phiếu đại cử tri, và ngày hôm nay là ngày 14 tháng 12 thì họ sẽ lựa ra 20 người. Mà thật ra người ta thường hay gọi là những nhân sĩ, tức là những người có lý lịch tốt, không có tai tiếng và cũng không cần phải là một cái người nổi tiếng, nói chung là một cái người bình thường, một anh tài xế taxi, và điều đặc biệt là không phải là chính trị gia, cũng không phải là công chức hay cán bộ hay là nhân viên của nhà nước, nghĩa là một người dân bình thường nhưng mà có những đóng góp cho địa phương thì có thể được mời lên 20 người, và cũng chẳng cần xin tên nữa quý vị, cũng chẳng cần biết họ là ai, nhưng mà họ sẽ đại diện và cầm từng lá phiếu, và tổng số là 20 lá phiếu bỏ vào thùng phiếu và xác nhận rằng đây là những lá phiếu đại cử tri bầu cho ông Joe Biden.
theo cái thỏa thuận là nếu mà trong tiểu bang ai là người thắng trên toàn tiểu bang thì sẽ lấy sạch 20 phiếu đại cử tri. Thì nói chung cũng chẳng có gì hãnh diện, những nhân sĩ này thì cũng chẳng ai biết tới, và họ chỉ có những cái thành tích gì đó cho các địa phương thì họ được mời đến và cầm lá phiếu bỏ vào thùng phiếu. Công việc thì không có gì quá quan trọng, cũng không thay đổi được lịch sử nước Mỹ. Thì như tôi có nói là có vài đại cử tri lưu mạng bỏ phiếu tầm bậy tầm bạ. Chẳng hạn như tôi nói là ở tiểu bang Pennsylvania vừa qua, và giả định là có vài vị đại cử tri bỗng nhiên đòi bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Tôi nói giả định, trên thực tế thì không có. Thì câu chuyện đó nó sẽ xảy ra thì sẽ bị chế tài như thế nào, thưa quý vị? Thì có 32 tiểu bang họ sẽ phạt là $1,000 về cái tội phản thùng. Và các tiểu bang họ chấp nhận cái sự phản thùng, nhưng mà có 15 tiểu bang thì không chấp nhận sự phản thùng, thưa quý vị. Có nghĩa là dù cho có vài người cố tình bỏ phiếu cho ông Donald Trump thì họ nói những lá phiếu đó vô giá trị và tổng số phiếu vẫn thuộc về ông Biden. Chẳng hạn như tại tiểu bang Pennsylvania sẽ có 20 phiếu cho ông Biden, chứ không phải vì một vài hành động điên khùng phản thùng của một vài nhân sĩ hay nhân vật mà lại thay đổi kết quả vào giờ chót. Cho nên ngoài cái chuyện bị phạt $1,000 thì có những tiểu bang họ coi cái sự phản thùng là một cái sự khùng điên nhảm nhí và không có giá trị so với hàng triệu lá phiếu đã bầu cho ông Joe Biden chẳng hạn như vậy. Thành ra ông cố vấn Stephen Miller hoang tưởng nghĩ rằng có ai đó thương yêu ông Tổng thống Donald Trump sẽ phản thùng thì chưa thấy xuất hiện, thưa quý vị. Ngoài ra, ông Stephen Miller không nói rõ thực chất ông Donald Trump cần tới 36 người phản thùng, tại vì hiện nay ông chỉ có 232 phiếu đại cử tri và ông cần ít nhất 36 phiếu đại cử tri để tổng số là 270 phiếu thì mới thắng cử được, thưa quý vị. Một cái câu chuyện lại hoang đường, kiếm một hai người phản thùng còn chưa có thì lấy đâu ra 36 người phản thùng. Tại vì khi mà phản thùng như thế thì cũng bị mất mặt lắm, tại vì người ta biết rằng làm trái lương tâm, và ai cũng biết rằng là cái thành phần xảo trá láo liu lừa gạt, thưa quý vị. Rõ ràng ví dụ như là ai cũng nói là ông Joe Biden thắng cử ở cái địa phương đó, bây giờ bỗng dưng tuyên bố ngược là ông Donald Trump thắng thì thật là quái dị, thưa quý vị. Cho nên là cũng ít ai mà dám làm trái lương tâm, trừ khi mà thương yêu ông Tổng thống Donald Trump một cách điên cuồng bất chấp dư luận thì may ra. Nhưng mà để tới 36 người như thế thì chưa thấy. Thì đó là những cái ý kiến của ông Stephen Miller, là cố vấn hàng đầu của ông Tổng thống Donald Trump. Thì trong mấy ngày qua, tin tức cũng cho biết là ông Donald Trump đã cố gắng gọi là phỉ báng phía ông Joe Biden và vẫn không chấp nhận thua và vẫn không nghe lời của các cố vấn hàng đầu của ông Trump. Ông vẫn nói rằng cuộc bầu cử là gian lận và tôi không chấp nhận sự việc gian lận, và nếu ông Joe Biden thắng cử là cũng do gian lận phiếu. Thì có nhiều người
đồng ý với ông Donald Trump, chẳng hạn như có 127 vị dân biểu đồng ý và có 17 vị tổng trưởng lý ở các tiểu bang Cộng hòa đồng ý với ông Donald Trump như thế. Nhưng chúng ta biết rằng tòa án tối cao pháp viện, tức là tòa án cao nhất của Hoa Kỳ, đã bác bỏ hai vụ kiện có tính chất lịch sử. Thứ nhất là vụ kiện từ tiểu bang Pennsylvania vào ngày 8 tháng 12 2020, và vụ kiện thứ nhì là tiểu bang Texas cũng đã bị bác bỏ vào ngày 11 tháng 12 2020. Thưa quý vị, ở đây có thể nói là một cái tin tức khá bàng hoàng cho phe ông Tổng thống Donald Trump. Nói chung, họ tung ra 50 vụ kiện và ông Trump rất hy vọng rằng tòa án tối cao pháp viện mà ông đặt kỳ vọng là vì chính ông là đại ân nhân của ba vị thẩm phán. Thưa quý vị, có thể nói rằng là ông đặt một cái kỳ vọng rất lớn là sẽ chiến thắng ở tòa án tối cao pháp viện với tỷ lệ là 63 tới 6 người Cộng hòa và 3 người Dân chủ. Đó là cái tỷ lệ chiến thắng mà rất hoành tráng và rất đẹp đẽ và rất mong đợi. Thì báo chí cũng không hồ hởi như ông Trump, mà họ nghĩ rằng tỷ lệ sẽ là 5-4, tức là có một người phản thùng và ông chỉ được 5 và 4 trống, tức là cũng một tỷ lệ chiến thắng nhưng vừa đủ. Thưa quý vị, có thể nói rằng ông rất kỳ vọng vào ba vị thẩm phán mà do ông lựa. Thì ông nghĩ rằng họ mang ơn ông suốt đời, vì từ một vị thẩm phán bình thường bỗng nhiên ngồi cao chót vót trong cái hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ và lãnh lương suốt đời với cái mức lương khủng là 265.000 đô mỗi năm cộng thêm những lợi ích khác. Và ông nghĩ rằng chẳng hạn như bà Amy Coret, có thể nói là bà thẩm phán Amy này tháng trước vừa được đãi tiệc tại Nhà Trắng, vừa được vinh danh, vừa được tân bốc, vừa được bắt tay chụp hình với Tổng thống Donald Trump. Và có thể nói là Tổng thống Donald Trump đã lựa bà trong 6 ứng cử viên hàng đầu. Nói chung là những vị mà ông Tổng thống Trump rất kỳ vọng, chẳng hạn như là chánh án Brett Kavanaugh chẳng hạn như vậy, cũng là do ông Tổng thống Trump nâng đỡ và đưa lên và ngồi vào vị trí thẩm phán tối cao. Nhưng mà với rành về luật pháp Hoa Kỳ, đặc biệt là luật liên bang Hoa Kỳ, thì không ai đánh giá như vậy. Thưa quý vị, ở đây là chúng tôi cũng thông cảm cho nhiều bình luận gia, nhiều bình luận viên rất là hồ hởi phấn khởi cân bốc ông Trump lên quá cao, và họ đã thất vọng, thậm chí là họ đã khóc. Thưa quý vị, xin thưa là như vậy, nỗi buồn hiện ra trên nét mặt ngay sau ngày 3 tây tháng 11, và nỗi buồn, nỗi thất vọng và sự khóc ra nước mắt vào ngày 11 tây tháng 12, khi mà tòa án tối cao pháp viện đã lật kèo, bé kèo, bé kèo, và ông Tổng thống Trump thua nặng nề với tỷ số 27. Không ai ngờ, thưa quý vị, từ kỳ vọng thắng 6-3 và qua cái phán quyết cuối cùng
thì là 27 thưa quý vị. Nói chung là một sự choáng váng mà ngay cả những người như ông Donald Trump đã được các cố vấn hàng đầu về pháp lý cố vấn nhưng vẫn không hiểu được thưa quý vị. Nói chung thì về bình luận thì tôi có nói là tới hai trường phái, một là trường phái tân bốc ông Trump, một trường phái là nhìn vào sự thật thưa quý vị. Nếu quý vị chịu khó đọc và hiểu biết tiếng Anh và hiểu biết luật thì thấy không có cửa thắng ngay từ đầu, vì những vị luật sư của ông Trump dường như là bỏ nghề từ rất lâu. Chẳng hạn như ông Rudy Giuliani đã bỏ nghề 28 năm thưa quý vị. Cho nên khi ra tòa bị tòa vặn hỏi thì ông rất lúng túng, có thể nói rằng là thua ngay tại tòa, không đưa ra được bằng chứng xác đáng hoặc là nhân chứng xác đáng. Rất khó thưa quý vị, ở ngoài đường ồn ào nói lung tung thì được, nhưng mà vô tòa không phải dễ, vì chỉ cần một sai sót nhỏ là tòa có quyền bác đơn thưa quý vị. Chẳng hạn như tôi nói rằng viết một cái đơn mà nói là tổng số đại cử tri, phiếu đại cử tri của 4 tiểu bang là 72 phiếu, nhưng mà trên thực tế chỉ có 62 phiếu, thì tòa án có thể lấy cớ bác bỏ hồ sơ và yêu cầu viết lại, nộp đơn lại. Do thua về mặt trận pháp lý tại tối cao pháp viện thì ông Trump muốn lật kèo ở Quốc hội Hoa Kỳ. Thì có một dân biểu tên là Mo Brooks, ông này ủng hộ ông Donald Trump và đang bàn mưu tính kế là vào ngày 6 tháng Giêng lúc 1 giờ trưa thì một vài vị dân biểu và thượng nghị sĩ sẽ chính thức đứng lên thách thức và bác bỏ kết quả đại cử tri đoàn thưa quý vị. Có thể nói là một chiêu trò ở Quốc hội. Tuy nhiên đây là một điều rất nguy hiểm, vì những vị nghị sĩ, thượng nghị sĩ đó phải hy sinh cái sự nghiệp chính trị của mình, giống như là kiểu nói láo, lừa gạt thiên hạ. Nghĩa là ông Trump thua phiếu thì bây giờ nói là ông Joe Biden thua phiếu, và ông Trump thua phiếu là vì gian lận, mở ngoặc, đóng ngoặc, cho nên là phải đưa ra cái tiến trình bầu ở Quốc hội Hoa Kỳ là tu chánh án 12 điều 2. Thì trong lịch sử Hoa Kỳ cũng có những cái chuyện xảy ra như thế vào năm 1824, và vài vị nghị sĩ, thượng nghị sĩ hy vọng rằng với cái sự lật kèo ở Quốc hội thì ông Trump có thể thắng được. Tuy nhiên cũng rất khó khăn, vì như tôi đã trình chiếu ở phần đầu của cái clip này, là đảng Dân Chủ, tức là đảng đối lập của đảng Cộng Hòa, hiện nay nắm đa số ở Hạ Viện với 222 hạ nghị sĩ. Và chúng ta biết là chỉ cần 218 là đã nghiêng cán cân rồi, tức là 435, chỉ cần 218 là chiếm đa số và sẽ thắng. Mà đảng Dân Chủ có tới 222 phiếu, cho nên họ dư phiếu để thắng. Có thể có vài vị đảng Dân Chủ phản thùng, nhưng mà từ 222 xuống 218 vẫn thắng thưa quý vị. Do đó chuyện lập kèo của ông Tổng thống Donald Trump cũng rất khó khăn, không hề đơn giản. Đảng Cộng Hòa hiện nay đang yếu thế ở Hạ Viện vì họ chỉ có 211 phiếu, không đủ 217 phiếu để có thể lật kèo. Và chúng ta thấy rằng tình hình của Nhà Trắng hiện nay rất là bi đát. Và ông bác sĩ Anthony Fauci vừa qua
đã bỏ họp và đi nghe chương trình nghị sự của phía Tổng thống Joe Biden, thưa quý vị. Tức là hai cuộc họp đồng thời ở hai địa điểm khác nhau, thì ông bác sĩ cố vấn trưởng của Nhà Trắng bỏ buổi họp của ông Tổng thống Donald Trump và đi họp và phía ông Joe Biden. Còn những vị như Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân sinh Alex Azar cũng đã tiếp phái đoàn của ông Tổng thống Joe Biden và xúc tiến việc chuyển giao quyền lực. Thì chúng ta thấy rằng tình hình cũng khá là bi đát. Kể cả những vị bộ trưởng cũng đã hiểu chuyện và đã bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. Một số vị trong chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump thì cũng đã đệ đơn từ chức. Chẳng hạn như anh Tony Phạm, gốc Việt, người vừa được bổ nhiệm làm giám đốc cơ quan ICE, tức là cơ quan chuyên môn bắt giữ người nhập cư trái phép, thì cũng đã đệ đơn từ chức vào ngày 31 tháng 12, 2020 tới đây. Tức là mới vừa được bổ nhiệm vào tháng 8 thì đã từ chức và xin nghỉ việc vào ngày 31 tháng 12. Thì chúng ta thấy là tình hình của những người mà theo ông Trump bây giờ đang có phần rối loạn, thưa quý vị. Và họ cảm thấy là không còn chắc chắn ở trong chính quyền ông Tổng thống Donald Trump. Thì trong tuần, ông Tổng thống Donald Trump cũng đã trút giận lên Tòa án Tối cao Pháp viện và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr. Ông gọi ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr là một nỗi thất vọng, có thể nói là khá ê chề, thưa quý vị. Vì ông William Barr cho tới hôm nay vẫn chưa cho ra lệnh bắt giữ bất cứ ai, mà những vị luật sư, hơn 20+ vị luật sư của ông Trump yêu cầu ồn ào là có những vụ gian lận, có những vụ ăn gian phiếu rõ ràng như thế, nhưng mà Bộ Tư pháp vẫn chưa cho tiến hành bắt giữ, mà chỉ ở mấy giai đoạn đầu là thu thập thông tin thôi, thưa quý vị. Một cái điều mà ông Trump nổi giận đối với ông William Barr là chính cái việc ông Hunter Biden đã bị cơ quan FBI điều tra, thưa quý vị, nhưng mà ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp giấu tình. Và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr cũng nói rõ lý do ông giấu tình là ông không muốn xì ra tin ông Joe Biden sẽ bị ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử, thưa quý vị. Rõ ràng là dường như là có một cái sự bao che vì cái vụ ông Hunter Biden bị điều tra chắc chắn sẽ bùng nổ lớn trước bầu cử nếu mà có thông tin rằng đang bị điều tra. Và báo chí cũng tìm cách ém nhẹm và tìm cách lái hướng sang một câu chuyện khác. Và ai cũng biết là ông Hunter Biden đã có những vụ lùm xùm ở Ukraine, những vụ người ta tố cáo là nhận tiền từ phía Ukraine hoặc là nhận những cái phí tư vấn cao khổng lồ, ngất ngưỡng. Và người ta nghi rằng có sự liên hệ bao che thông đồng từ người bố là ông Joe Biden, mà thậm chí cũng có thể là tham nhũng, hối lộ gì đó. Thì tin tức ở Hoa Kỳ này họ cũng đã bóc phốt ông Joe Biden, thưa quý vị. Xin thưa là họ cũng không nể nang, và họ cũng gọi là thánh soi. Thì họ cũng nói rằng ông Joe Biden này là có những vấn đề
và đưa ra những tin tức giả tạo. Chẳng hạn như ông Joe Biden nói rằng nhà ông nghèo và lương thì chỉ có 200 mấy chục ngàn đô, và khi con của ông bị ung thư, tức là Bo Biden bị ung thư, thì ông không có tiền chạy chữa, và ông suýt phải bán nhà để mà có tiền chạy chữa cho người con Bo Biden. Và ông tổng thống lúc bấy giờ là Barack Obama phải cho vay mượn tiền để mà chạy chữa ung thư, thưa quý vị. Câu chuyện thì nghe rất là tội nghiệp, nghe rất là thương tâm cho ông Joe Biden, nhưng mà báo chí họ phanh phui, họ nói rằng ngay sau khi ông Joe Biden không còn làm phó tổng thống Hoa Kỳ nữa, thì trong những năm đó ông kiếm ít nhất 15 triệu đô la, thưa quý vị, một con số tiền khủng đối với một chính trị gia. Và tiền ở đâu thì báo chí cũng đã phanh phui là tiền từ các công ty thân hữu phe cánh của ông Joe Biden. Từ nhiều năm họ đã đưa tiền cho ông Joe Biden, thưa quý vị. Thì cái câu chuyện mà không có tiền chữa trị cho con trai trở thành một trò hài hước, và có thể nói là báo chí Hoa Kỳ cũng đã đặt vấn đề với ông Joe Biden về một cái vụ rất nổi tiếng mà bây giờ đang lùm xùm, đó gọi là WestEx Company, tức là West Executive Company, thưa quý vị. Thì đây là một cái công ty tư vấn mới thành lập vào năm 2017. Nhưng mà điều đặc biệt là công ty này đã thâu nhận những thành phần cựu quan chức của thời ông Tổng thống Obama. Và chúng ta biết rằng trong năm 2020 thì ông Joe Biden đã bổ nhiệm rất nhiều người từ công ty WestEx này mà, thưa quý vị. Thì báo chí nói thẳng rằng công ty WestEx chính là một cái chỗ trú ngụ cho thành phần của đảng Dân Chủ để mà phục kích nằm vùng và chờ cho tới ngày mà chiếm được chính quyền thông qua bầu cử thì nhảy ra nắm quyền tiếp. Thì đó là những cái lời mà tố cáo chính quyền của ông Joe Biden là sử dụng lại những cái thành phần của chính quyền ông Obama. Và điều đặc biệt là những người theo ông Joe Biden lâu nay, họ đã tức tối và họ đã lên tiếng, mà thậm chí là họ lên án là vì ông Joe Biden sử dụng những người cũ của ông Obama quá nhiều. Và có thể nói đây là lợi ích nhóm, một cái thành phần, một cái nhóm đặc quyền, đặc lợi, tụ nhau vào một cái công ty tư vấn và mới thành lập để làm bình phong và chờ thời vài năm, sau đó lại nhảy ra tiếp tục tham chính. Cho nên có thể nói cái vụ mà West Executive Company đang là một vụ lùm xùm. Nhiều người theo ông Joe Biden họ chờ đợi mãi mà không được cất nhắc lên chức vụ nào cả, và họ xì tin ra cho báo chí để đánh phá ông Joe Biden. Họ nói rằng, như tôi vừa kể cho quý vị và khán thính giả nghe, đây là lợi ích nhóm, không phải là lợi ích quốc gia, không phải là lợi ích của đảng Dân Chủ, mà chỉ là những người từng làm việc với ông Joe Biden, với ông Obama, và bây giờ quay lại nắm quyền. Thì nói chung là người Mỹ họ cũng không thích những cái trò ma giáo như thế, và báo chí đã lên tiếng ầm ĩ.
Nói chung tình hình hiện nay thì những người ủng hộ ông đương kim tổng thống Donald Trump thì cũng đã vơi dần và đang buồn bã. Nói chung là với cái tình thế mà họ biết rằng cũng rất khó khăn để mà thắng, thưa quý vị. Vì cái số phiếu cách biệt quá lớn, lên tới 36 phiếu để mà có thể đạt được 270 phiếu để mà thắng cử. Thì rất nhiều hội đoàn người Việt cũng đã ủng hộ cho ông Tổng thống Trump. Tuy nhiên có thể nói là sự ủng hộ không có gì là to tát cả, cho nên là cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc bầu cử Hoa Kỳ lần vừa rồi, và thậm chí là những cuộc mà gọi là biểu dương lực lượng thì người Việt cũng ít ỏi, không có mấy người để mà ra để mà đi biểu dương cho ông Tổng thống Donald Trump. Do đó chúng ta thấy không có gì ngạc nhiên nếu mà ông Donald Trump thất cử, vì cái số người mà ủng hộ, cầm cờ ủng hộ ông cũng khá là ít so với số người của đảng Dân Chủ. Và chúng ta biết là đảng Dân Chủ đã thắng tới 90 triệu phiếu phổ thông, còn ông Tổng thống Trump cũng thắng kỷ lục với 74 triệu phiếu phổ thông. Và chúng ta thấy là cái sự cách biệt khá lớn, 80 triệu so với 74 triệu, thì khoảng 6 triệu mấy phiếu cách biệt. Thì do đó người ta thấy là ông Tổng thống Donald Trump mà có thua cuộc bầu phiếu cũng là chuyện bình thường. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.